Là lực lượng ở cơ sở, không thoát ly sản xuất, công tác, những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Ninh Bình đang không ngừng rèn luyện, phấn đấu, hăng hái lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong các đợt huấn luyện hàng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương đã đi sâu giáo dục quán triệt vị trí vai trò trách nhiệm của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới, âm mưu thủ đoạn chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản với chuyên sâu, kỹ thuật chiến thuật theo phương châm cơ bản thiết thực chất lượng. Ngay từ đầu năm thì công tác chuẩn bị huấn luyện, Đảng ủy Chỉ huy đã lãnh đạo chỉ đạo các ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn là tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị về mô hình, học cụ, giáo án, bài giảng và nhất là những nội dung về huấn luyện mới, nội dung mới, nội dung mà còn yếu, còn thiếu, còn bổ sung cho năm 2003 và những để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và giai đoạn cách mạng hiện nay. Địa phương cũng rất quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp. Trong đó thì vai trò của lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay là tập trung cho cái công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, trong công tác xây dựng nông thôn mới, trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thế rồi là trong cái công tác xóa đói giảm nghèo, thế lực lượng dân quân đều có mặt để cùng với cấp ủy chính quyền địa phương tập trung giải quyết các cái vấn đề đó. Đặc biệt là trong cái việc phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thì lực lượng dân quân luôn là cái lực lượng xung kích hàng đầu. Đối với lực lượng tự vệ tại chợ Rồng, thành phố Ninh Bình, những năm qua luôn là nòng cốt đi đầu trong duy trì bảo vệ an ninh trật tự an toàn, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các tiểu thương kinh doanh và không để xảy ra cháy nổ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa, rồi là tuyên truyền trực tiếp đến các hộ tiểu thương kinh doanh về các coi như là âm mưu diễn biến hòa bình lật đổ của các thế lực thù địch. Đấy, vì qua những hàng năm coi là được thành đội thành phố Ninh Bình là cũng là tập huấn cho chúng tôi về tuyên truyền đến người dân, nhất là không gian mạng rồi lừa đảo đấy, trên mạng rất nhiều cái thủ đoạn tinh vi của coi như các thế lực coi như là thù địch đấy, rồi là đến trực tiếp các hộ dân cũng tuyên truyền cho các hộ dân có ý thức nêu cao tinh thần trách nhiệm, mỗi một người dân là một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Thường ngày có cái đội tự vệ của trật tự thì chị em tôi buôn bán là ở đây rất là yên tâm, vì là cái công tác an ninh trật tự là đã được bảo đảm. Ví dụ như ngày trước là vấn đề trộm cắp các thứ là nhiều, nhưng từ ngày có cái đội dân quân nên là thì chúng tôi hàng quán ở đây là rất là yên tâm, kể cả là về nghỉ trưa chúng tôi cũng không phải cất đi, cũng yên tâm không có vấn đề gì xảy ra, nên là chị em rất là phấn khởi. Lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Ninh Bình ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.